Xin chào quý vị. Quý vị có biết rằng, xin mời Bảo Lâm. Hơn 30% nhà vệ sinh ở trường học bẩn không đảm bảo. Xin mời Nam. Các em học sinh né tránh việc đi vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhà vệ sinh ở nhiều trường học vẫn là nỗi ám ảnh của cả thầy và trò. Liệu chúng ta có thể góp phần nhỏ bé của mình để thay đổi điều này được không? Mình và các con, gia đình và bạn bè kêu gọi anh chị em quan tâm ủng hộ vào quỹ 20k. Cùng nhau chúng ta đóng góp quỹ 20k. Xin chào. Xin cảm ơn.